Xin chào, lại là Anna. Lia đây. Bữa giờ, nhiều bạn hỏi Anna nên dán móng úp bằng treo gì cho chắc và dễ làm. Thì bây giờ, Anna sẽ cùng bạn tìm hiểu và so sánh các loại treo dán móng úp để tìm ra cách nào là tốt nhất nha. Trước chúng ta hay dán móng bằng keo, nhưng giờ ra loại treo dán móng rồi thì mình không cần phải dùng keo để dán, vừa giòn móng mà vừa không bền bằng treo. Nên Anna sẽ không bàn tới cách dán bằng keo nha. Và mình chỉ so sánh các cách dán bằng treo thôi. Hiện nay thì sẽ có hai loại treo để bạn lựa chọn sử dụng dán móng úp. Một loại là lưu treo, còn một loại là treo cao su. Thì giờ mình sẽ sử dụng từng loại một để so sánh nè. Trước khi thực hiện dán móng úp thì Anna cũng sẽ làm đủ hết các bước chuẩn bị. Đó chính là Anna sẽ phao sạch sẽ phần mặt móng này đi. Rồi sơn một lớp bay treo lên đây. Cho đi hơi đèn cho thật khô lớp bay treo liên kết này thì Anna mới thực hiện các bước dán móng bằng treo lên đây. Dù là dùng treo cao su hay là dùng glue treo thì chúng ta đều phải thực hiện bước chuẩn bị này nha. Và ở đây Anna đang có một hũ treo cao su. Anna sẽ dít lấy một phần ra như thế này, đặt lên trên mặt móng đã được chuẩn bị lúc ban nãy. Sau đó lấy cái móng giả úp lên phần treo này. Thì khi chúng ta úp thì cũng sẽ đè dàn đều phần treo cao su này ra. Thì lúc đè phần treo cao su này ra thì cũng có một vấn đề nhỏ khi Anna sử dụng rằng lúc đè phần keo này thì dĩ nhiên là chúng ta muốn dàn đều phần keo lên mặt móng rồi, nhưng mà đôi khi nó không theo ý mình. Nhiều lúc thì nó tràn ra bên này, nhiều lúc bên kia lại còn thiếu. Giống như ở đây khi đè ra thì bạn có thể thấy bên trái của Anna có độ như bên phải vẫn còn thiếu một lỗ trống nè, vẫn có một cái bong bóng nhỏ. Nên Anna sẽ cố đè kỹ phần đầu móng này. Mà khi đè kỹ thì ở bên trái thì nó lại lòi ra một chút keo. Nhưng mà đối với phần keo lòi ra như thế này thì chúng ta cũng vệ sinh được sạch bằng cách là bạn chỉ cần lấy tay chùi phần keo này bỏ đi là được. Vì treo cao su này cũng dẻo dai nên là cũng dễ lấy ra. Chúng ta kéo bỏ phần thừa đi như thế này. Là phần móng úp này cũng đã dính lên móng rồi. Vì treo cao su này là thuộc dạng dai nên là khi mà bạn bỏ móng úp lên đây, thả tay ra thì nó vẫn sẽ bám. Và bạn chỉ cần để y như vậy cho đi hơi đèn. Và sau khi hơ đèn tầm 60 giây thì treo cao su sẽ khô lại và móng sẽ dính cứng lên trên như thế này đây. Anna bẻ qua trái, bẻ qua phải thì phần móng này vẫn bám chắc mà không bị hở lên. Nhưng mà vẫn có một điểm Anna không thích là phần treo đầu móng này dư nè. Rất là khó xử lý phần đầu móng này. Nó hơi lộ một chút xíu và không được thẩm mỹ. Rồi bây giờ chúng ta đã biết cách sử dụng treo cao su để dán rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng glue treo để dán móng nè. Glue treo thì nó nằm trong chai như chai nước sơn vậy. Chúng ta chỉ cần vặn nắp ra rồi cho lên mặt bên trong của cái móng, cho một lượng vừa đủ là được rồi. Sau đó úp ngược cái móng giả lên trên móng thật của chúng ta. Thì khi úp và đè phần glue treo này lên móng thì Anna cảm giác nó nhẹ tay hơn vì nó lỏng, nên rất là dễ dàng đều lên trên mặt móng, không có trường hợp giống như treo cao su lúc ban nãy là nó thiếu chỗ này dư chỗ kia mà cố đè thì nó lại xịt ra ngoài. Đối với glue treo thì đè nhẹ thôi là nó đã dàn đều hết lên mặt móng rồi. Đè xong dàn đều hết phần đầu móng rồi thì chúng ta không được thả tay ra như treo cao su lúc nãy đâu. Vì glue treo này nó lỏng nên nó không có dính. Bạn phải sử dụng kẹp để kẹp định hình lại. Nhưng mà khác ở một chỗ là cái phần treo thừa ở đầu móng lúc ban nãy treo cao su chúng ta không xử lý được vì nó dai không có lấy ra được. Nhưng mà phần glue treo này nó lỏng nên bạn chỉ cần sử dụng cọ, chúng ta kéo dài theo phần móng, vậy là đã xử lý được phần treo dư động thừa ở ngoài đầu móng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho đi hơ đèn cho khô phần glue treo này. Sau khi hơ đèn xong thì bạn chỉ cần gỡ cái kẹp này ra là bạn có thể thấy được móng úp cũng đã dính chắc trên móng thật rồi. Và tóm lại nãy giờ Anna thực hiện hai cách cho bạn xem, thì bây giờ Anna sẽ tóm tắt ưu và nhược điểm của từng cách như thế này cho bạn dễ dàng hình dung. Đầu tiên là về treo cao su, ưu điểm của nó là không cần kẹp. Khi mà bạn úp móng giả lên móng thật, cục keo cao su này sẽ giữ luôn phần móng giả lại và bạn chỉ cần để nguyên như vậy đi hơ đèn là được. Còn glue treo thì bạn phải kẹp lại cố định. Thì khi bạn sử dụng glue treo thì phải chịu khó mua thêm 10 cái kẹp định hình cho 10 ngón tay, kẹp lại rồi cho đi hơ đèn. Và điểm thứ hai là treo cao su khó dàn đều. Vì nó cứng và dai hơn nên mình khó dàn đều phần treo này lên trên mặt móng, còn glue treo thì dễ hơn vì nó lỏng hơn. Điểm thứ ba là phần xử lý treo thừa ở ngoài đầu móng. Phần treo cao su này thì khó xử lý, không có lấy ra được. Còn phần glue treo mình chỉ cần kéo nhẹ ra, dàn đều ra phần đầu móng là xong. Ngoài ra thì còn về độ bền chắc thì Anna cảm thấy hai cái đều như nhau cả. Cái nào bẻ cũng rất là khó xúc, rất là bền khi sử dụng. Nhưng mà có một điểm thì rõ ràng cảm thấy khi chúng ta sử dụng, đó chính là glue treo thì xài nhẹ tay hơn, còn cái treo cao su này có cảm giác nặng tay hơn, dày hơn. Đặc biệt là khi các bạn hơ đèn xong, nếu bạn chú ý kỹ sẽ thấy được treo cao su này nó ngả hơi vàng, còn glue treo thì nó vẫn cứ trong vậy thôi. Và nãy giờ thì Anna cũng đã phân tích ưu và nhược điểm cũng như hướng dẫn bạn xong hai cách để có thể dán móng úp bằng treo rồi. Và giờ thì tùy ý bạn muốn sử dụng cách nào thì chúng ta cứ áp dụng mà sử dụng thôi. Còn bây giờ thì nhớ nhấn like cho Anna và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna nha. Xin chào và hẹn gặp lại.